người miền đất đỏ bao gian. Hành trình khám phá thành phố Pleiku, thủ phủ của tỉnh Gia Lai và là đô thị lớn thứ ba của Tây Nguyên quả thực là một trải nghiệm thú vị. Một ngày ở thành phố nằm trên độ cao hơn 400 mét này, bạn sẽ có cảm giác như đang trải qua đủ 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông. Quỳnh là chủ nhà của chuyến đi lần này, Quỳnh có thiết kế được cho Đức tour gì đó quanh thành phố không? Tất nhiên là có rồi, thế nhưng mà bởi vì Quỳnh là con gái cho nên là chúng ta sẽ đi thưởng thức ẩm thực. Thưởng thức ẩm thực? Ừ, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức ẩm thực theo một phong cách rất đặc biệt. Điều làm tôi ấn tượng đầu tiên đó chính là việc thành phố này có rất nhiều con dốc cao và thẳng đứng. Đặc biệt hơn nữa, vì đây đang là mùa hoa cà phê nở nên dạo chơi trên đường phố vào ban ngày bạn sẽ thấy những đàn bướm đủ màu sắc bay lượn rợp trời. Đây sẽ là điểm đến đầu tiên của chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ ăn sữa chua. Quán sữa chua nhỏ bé nằm trên đường Nguyễn Du này đã mở được hơn 30 năm rồi. Điều khiến tôi nhớ mãi hương vị thơm ngon của món ăn này nằm ở thứ gia vị độc đáo ăn kèm. Và tôi tin chắc rằng anh bạn Trung Đức của tôi cũng bất ngờ khi biết về gia vị đó. Có điều gì mà đặc biệt? Đó chính là ở cái muối này nè. Giới thiệu với Đức, đây là cô Thủy, chủ quán. Và ngày hôm nay thì cô sẽ giải đáp cho Đức những thắc mắc xung quanh cái món ăn đặc biệt này. Thôi cô, tại sao sữa chua lại chấm với muối hả cô? Sữa chua cô là nó khác với sữa chua người ta ở cái chỗ là cô vừa cái vị ngọt, vừa cái vị chua, lại thêm cái vị béo. Bây giờ mình thêm mặn mặn vô nữa thì nó cũng thêm cái đậm đà cho cái hủ dâu á. Vậy thôi. Muốn thử lắm rồi đúng không? Thử cái hương vị rất là lạ này. Và quả đúng như lời của Xuân Quỳnh, việc kết hợp giữa hương vị sữa chua thơm ngon với món chấm rất độc đáo này đã tạo nên một vị giác rất lạ, dễ gây nghiện cho những ai từng nếm qua một lần. Quỳnh ạ. Sao? Tạm thời thì cái món sữa chua chấm muối này hết tác dụng với Đức. Món chấm đầu tiên đã chinh phục được vị giác của tôi. Thế nhưng, Xuân Quỳnh có nói rằng ẩm thực ở thành phố Pleiku sẽ đặc sắc hơn nhiều khi thành phố lên đèn. Điểm đến cuối cùng của ngày hôm nay với một món ăn có một loại thức chấm đặc biệt chắc chắn là sẽ làm cho Đức cảm thấy mê mẩn. À, cái nhân vật này là chuyên gây hồi hộp đấy. Và anh Cường Sao Thức đây sẽ chỉ cho Đức biết là cái cách chế biến một món gà cũng như là một cái món chấm rất là ngon. Gà đây là gà mình sẽ chế biến là gà nướng. Món ăn này thú vị bắt đầu từ cái tên của nó, gà xa lửa. Gia vị để tẩm ướp sẽ được trộn vào và giã đều. Sau đó, gà sẽ được ngâm khoảng hơn một tiếng đồng hồ cho thấm. Trong lúc đó, tôi sẽ đến công đoạn quan trọng nhất của món ăn này. Trên Tây Nguyên này phải có cái gia vị này rất là ngon, đó là lá é. Còn riêng ở Gia Lai gọi là lá ếch. Lá ếch. Lá ếch. Lá ếch. Có một người quá. Có phát âm quá. Món chấm từ lá é cũng được pha chế rất cầu kỳ. Anh Cơ Sở Thức có nói rằng nếu món gà nướng xa lửa mà không có gia vị từ lá é là mất đi một nửa hương vị tuyệt vời của món ăn này rồi. Bây giờ thì chú gà này đã sẵn sàng đứng cạnh bếp lửa. Đi thôi. Tôi nghĩ rằng món ăn ngon là thứ khiến bạn phải chờ đợi lâu mà vẫn thấy háo hức. Và tôi tin chắc rằng bạn sẽ không hề thấy sốt ruột nếu được hòa mình vào giọng ca trầm bổng, mang đậm chất núi rừng của anh chủ quán ở đây. Wow, thật là sảng khoái. Mà món gà của chúng ta thì cũng đã chín rồi. Giờ thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức món gà xa lửa nó ngon như thế nào nhá. Giờ đã cảm nhận được chưa? Chấm vào cái gia vị này nó cho mình ra một cái vị khác luôn. Ngon hơn hẳn đúng không? Ngon hơn hẳn. Ngày hôm nay quả thực là một ngày đặc biệt đối với tôi vì đã được nếm rất nhiều thứ gia vị độc đáo của Gia Lai. Và các bạn biết không, ẩm thực chưa bao giờ mất đi sự thú vị của nó. Vì thế các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức những gia vị rất riêng của thành phố Pleiku này nhá.